Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem đây là mẫu xe Kia Sonet Một mẫu xe gầm cao cỡ A bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam Hôm nay là những ngày đầu tháng Tư, Em xin phép cập nhật cho anh em chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sonet Để anh em tham khảo và cân đối tài chính Mời anh em cùng xem video Mẫu xe Kia Sonet được nhà máy lắp ráp và phân phối với 4 phiên bản để anh em lựa chọn các phiên bản như sau. Phiên bản thấp nhất đó là chiếc Sonet MT số sàn, phiên bản thứ hai đó là chiếc Sonet AT Dinac, phiên bản thứ ba đó là AT Luxury và phiên bản thứ tư đó là chiếc Sonet bản Premium. Trong bốn phiên bản này thì có phiên bản Sonet bản MT số sàn thì hiện tại đã không có lắp ráp và chỉ còn có 3 bản hỗ trợ phân phối xe cộ cho anh em được thôi, đó là ba bản số tự động. Và chính sách bán hàng của thương hiệu xe Kia phân vùng thị trường anh em mua xe đăng ký biển ở địa phương nào thì chỉ có showroom ở nơi đó được phép hỗ trợ bán xe cho anh em, còn các showroom khác thì không thể bán cho anh em được. Và anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì bên em có hai cơ sở bán hàng trực tiếp cho anh em. Hiện tại chính sách bán hàng của Kia Sonet thời điểm đầu tháng 4 vẫn ổn định, không có gì thay đổi so với tháng 3 vừa rồi. Anh em lưu ý, chính vì vậy anh em nào thường xuyên theo dõi kênh xe Việt hay là những anh em thường xuyên theo dõi biến động giá cả của mẫu xe Kia Sonet thì anh em có thể bỏ qua video này đỡ mất thời gian của anh em em không cần anh em phải xem để câu view câu like gì cả chỉ cần anh em có nhu cầu mua xe anh em xem video cảm thấy phù hợp thì anh em liên hệ với đội ngũ nhân viên bên em cam kết với anh em giá bán phù hợp và phiên bản đầu tiên em cập nhật lại chỉ sách bán hàng đầu tháng tư cho anh em phiên bản thấp đó là chiếc Kia Sonet bản AT Deluxe về thông số kỹ thuật của xe, em sẽ phép cập nhật lại cho anh em để những anh em nào mới tham khảo, anh em có thể nắm được. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5 lít kèm hộp số vô cấp CVT cho công suất cực đại là 113 mã lực tại vòng tua 6.300 vòng trên phút, khoảng sáng gầm là 20,5 cm. Xe sử dụng phanh trước là đĩa, phanh sau là tang trống. Mâm xe hợp kim đúc 16 inch, cụm đèn pha và định vị dạng bóng halogen có cảm biến tự động, cụm đèn sau dạng bóng halogen. Xe sử dụng điều hòa cơ có cửa gió điều hòa hàng ghế sau, hàng ghế sau thì gập được 60/40, màn hình thông tin 3,5 inch kèm với đó là màn hình giải trí 8 inch. Xe được trang bị hệ thống âm thanh 6 loa, vô lăng bọc da có tích hợp điều chỉnh âm lượng, có chìa khóa điều khiển từ xa. Hệ thống an toàn, xe được trang bị hai túi khí, có hệ thống chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe được trang bị cảm biến sau và camera lùi. Giá bán theo quy định của nhà máy áp dụng trên toàn quốc tại thời điểm này là 519 triệu. Anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động hỗ trợ thêm tiền mặt hoặc tặng thêm phụ kiện cho anh em khi mà anh em liên hệ trực tiếp với giá bán 519 triệu giá xe ra biển số nam bánh em cũng đã tính cho anh em như sau anh em ở hà nội sẽ là 607 triệu các tỉnh áp 12 là 588 triệu các tỉnh áp 10 là 577 triệu và thành phố hồ chí minh sẽ là 596 triệu giá xe ra biển số nam bánh trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản theo quy định của nhà nước anh em có thể nhìn trên màn hình chưa bao gồm bảo hiểm thoát vỏ và những chi phí dịch vụ ngoài những cái đó thì tùy chọn anh em anh em mua trả thẳng thì không bắt buộc còn anh em mua trả góp thì sẽ phát sinh thêm hai khoản đó và anh em sẽ tính ở phần sau đối với anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc sonet bản at dinac anh em được vay ngân hàng tối đa lên đến 85% giá trị xe như vậy anh em cần phải chuẩn bị 15% giá trị xe ban đầu cùng với các khoản chi phí đăng ký và số tiền ban đầu thấp nhất anh em cần phải chuẩn bị như sau anh em ở hà nội cần chuẩn bị 166 triệu các tỉnh áp 12% là 146 triệu các tỉnh áp 10% là 135 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 155 triệu. Ngoài ra thì bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Và năm đầu tiên chỉ giá là 7,2 triệu cùng với đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Như vậy gói vay tối đa 85% cho chiếc Sonet bản AT sẽ tương đương với số tiền là 441 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm. Gốc lãi tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,2 triệu, trong đó gốc chia đều là 4,5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia sorento bản AT Luxury về thông số kỹ thuật của xe ngoài các option tính năng cơ bản như bản Dinac em vừa mới giới thiệu thì bản Luxury được trang bị thêm những option tính năng vượt trội hơn như sau cụm đèn pha và định vị dạng led cụm đèn hậu dạng led xe được trang bị điều hòa tự động có sạc không dây có điều chỉnh chế độ vận hành có trang bị đèn nổ bằng nút bấm và đèn nổ từ xa cùng với hệ thống an toàn thì xe được trang bị thêm những tính năng an toàn như là có trang bị thêm cảm biến lốp, có thêm cảm biến trước và có thêm tính năng của đuôi con gạt tự động. Giá bán tại thời điểm đầu tháng 4 cũng không có gì thay đổi so với tháng 3 vừa rồi. Giá bán ổn định ở mức 544 triệu. Giá bán này theo quy định của nhà máy áp dụng trên toàn quốc. Và như vậy với giá bán khoảng gần 20 triệu thì anh em sẽ có thêm những tính năng như vừa em kể. Và với giá bán 544 triệu, giá xe ra biển số lan bánh em cũng đã tính cho anh em bên sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 637 triệu. Các tỉnh áp 200 là 617 triệu. Các tỉnh áp 10% là 606 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 625 triệu giá sẽ ra biển số là máy trên đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và đối với anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 175 triệu các tỉnh áp 12% là 155 triệu các tỉnh áp 10% là 143 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 163 triệu ngoài ra thì bắt buộc anh em phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu tiên chỉ đã là 7,6 triệu và thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gói và gói vay 85% cho chiếc Sonet bản AT Luxury sẽ tương đương với số tiền là 462 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,5 triệu trong đó gốc chia đều là 4,8 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,7 triệu dư nợ cũng sẽ giảm dần và phiên bản thứ ba phiên bản cao cấp nhất em cập nhật chính sách bản hai cho anh em đó là chiếc Kia Sonet bản Premium Đối với phiên bản này, anh em sẽ có hai tùy chọn nội thất, đó là nội thất màu be và nội thất màu đen. Về thông số kỹ thuật của xe, ngoài các option tính năng như hai bản Dynac và Luxury thì bản Premium được trang bị thêm ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời và 6 túi khí. Giá bán theo công bố của nhà máy tại thời điểm đầu tháng 4 vẫn ổn định như tháng 3 vừa rồi, không có gì thay đổi và em xin phép cập nhật lại. Anh em nào lựa chọn nội thất màu đen thì giá bán sẽ là 569 triệu. Còn anh em nào lựa chọn nội thất màu be thì sẽ cộng thêm 5 triệu là 574 triệu. Như vậy, giá xe của phiên bản Premium đắt hơn so với phiên bản Luxury cũng khoảng 30 triệu. Và anh em sẽ được thêm là ghế lái chỉnh điện, cửa sổ trời và 6 túi khí. Anh em lưu ý. Và từ giá bán 569 triệu tính từ nội thất màu đen cho phiên bản Sonet Premium, em tính giá xe ra biển số lăn bánh để anh em tham khảo và cụ thể như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 664 triệu. Anh em ở các tỉnh áp 12% sẽ là 645 triệu. Các tỉnh áp 10% là 632 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 652 triệu. Anh em mua trả góp số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội cần chuẩn bị 180 triệu. Các tỉnh áp 12% là 161 triệu. Các tỉnh áp 10% là 149 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 168 triệu. Bắt buộc anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ. Năm đầu tiên chỉ đã là là 7,9 triệu và thứ hai đó là dịch vụ đăng ký xe chọn gọi. Với gói vay 85% sẽ tương đương với số tiền là 483 triệu. Trong thời gian vay tối đa 8 năm, gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán cho em ít nhất là khoảng 7,9 triệu, trong đó gốc chia đều là 5 triệu và lãi suất tháng đầu tiên là 2,9 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và như vậy trên đây đó là toàn bộ những thông tin về chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Sonet tại thời điểm những ngày đầu tháng 4. Hy vọng những thông tin em chia sẻ trên video sẽ giúp ích cho anh em trong việc lựa chọn xe cho phù hợp tại thời điểm này. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Xin chào anh em.